cái tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì nó có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Từ cái lúc cho vay vốn thì họ sẽ tạo điều kiện về thủ tục, về trình tự, rồi về các cái điều kiện vay vốn. Thế còn khi đã xử lý nợ, nợ xấu rồi phải xử lý tài sản bảo đảm ấy, thì tạo điều kiện để làm sao doanh nghiệp đỡ cản trở kinh doanh, tạo điều kiện làm sao để doanh nghiệp có thể là trả được hết nợ nần, và quan trọng nhất là ngân hàng cũng sẽ phải tìm cách là thu hồi nợ một cách tối đa. Thế thì trong trường hợp này, nếu như xác định đúng là khách hàng còn nợ thì ngân hàng hoàn toàn là có quyền yêu cầu thu hồi, hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án xử lý tiếp tục, và hoàn toàn có quyền yêu cầu kê biên xử lý phát mại tài sản nói chung và tài sản bảo đảm nói riêng. Thế còn nếu như mà khách hàng trả hết nợ rồi, nếu như khách hàng không còn nghĩa vụ nữa mà ngân hàng vẫn cứ cố tình, vẫn cứ yêu cầu đòi hỏi thì mới là gây khó khăn cho khách hàng.